Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời em nhìn nó trời cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Mà anh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu tao nghe mày nói, nghe Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày nói sau là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào em, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên là Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bài nó nghe nè, có được trả lương không? À, ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm 3 bữa rồi xong. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài em đi qua đi lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Đầu thì em thấy anh cứ theo em thôi. Tại anh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD. Hồi đó ảnh trắng, môi đỏ. Xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời em nhìn nó trời cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này gu nhóc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi. Em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về dưới nhà em ăn dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố cho nên là chuyển về Bình Thuận. Và khi mà vợ về quê là đu theo, đi theo luôn. Đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sau em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Ủa nhưng mà cha mẹ hay sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì. Không chịu đi. Không chịu đi. Rồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà thì có đất rẫy đó. Thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó. Đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đấy. Mà không dám rên. Không dám rên. Rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao? Không dám rên. Nói là dạ, căng phải căng lên nói sao được không con? Dạ được. Được chú ơi. Chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng thôi. Chắc phải về. Chắc chết. Chị không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bấn cơm. Khách khứa thì bê dĩa thế nọ rồi rửa chén rửa bát rồi nói chung là làm. Chén rửa bát. Làm nói chung là làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng luôn. Chịu thì thôi. Thì là cực kỳ ly. Thì lúc đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn. Hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ ảnh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Thương. Bà biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhận em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhận nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. Giống như em chấp nhận. Em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được. Bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp. Gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó
cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà anh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. À, cũng nói chuyện bàn bạc công việc dậy rồi thì đến khi anh cảm thấy là anh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà anh không, em không đứng lên được, phải xong cái công việc của em. Thì khi em đứng lên thì lập tức là anh cho em một chưởng. Là em té đập mặt xuống đất luôn. Wow. Là xô? Là... xô em hay là đánh em hay là như nào? Giống như giọng vậy đó. Nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại. Nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng chứ. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn. Quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ, 3 tháng ít ạ. Ít rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh xa đọa. Anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúp, anh đi bar, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. À, bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông lẽ hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1,6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của ảnh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe nước mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chờ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1,000,000. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ. Là cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Ồ, vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là ổn rồi. Định. Đúng dạ, không? Ổn định. Vậy thì nhân đây chúng ta khui tật xấu nhau luôn đó đi. Thấy không? Anh ấy có tật xấu gì không em? Anh thì ok lắm. Từ các việc nhà các thứ anh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ giặt đạc anh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học. Nhưng mà bị một cái tật đó là lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi em thiếu bịch đường, anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua bóc điện thoại. Bà ơi, bà kêu anh mua gì? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi. Trời ơi. Em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi, cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1,070,000. Ok vợ, chạy vô. Vợ, bao nhiêu? 1,070,000. Ok vợ, tí đi về. 1,000,000. Hỏi ủa 70,000 đâu? Ủa anh nhớ 1,000,000 mà. Trời sao? Còn thật xấu gì nữa không? Dạ, anh thấy chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này, anh ơi bây giờ cái xe này nó nhỏ quá, em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn để cho vợ chồng mình đi du lịch, bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu tao nghe mày nói, nghe Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày nói sau là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đánh không à. Em cũng thật thà, em lại tưởng thiệt. Tưởng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây. Hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là Nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi, kẹo sinh gôm đi mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em, bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày giặt thì sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Bây giờ mọi người muốn nghe đúng không à? Có cái tật hay thả bom. Thả bom.
Muốn là cái mùi thơm, mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền. Cứ như là quen mùi luôn đó mà. Quen mùi luôn, em biết vợ em rồi nhưng mà em đâu dám nói. Mình cũng giả vờ bơ bơ. Sống đây là 9 năm rồi. Mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? Đôi lúc mà đang ngủ á, là miệng hả vậy nè, cái nước rải chạy ra. Em ơi, đập đập em ơi. Gì anh, nước rải kìa. Cái hút vô lại ngủ tiếp. Thôi em kể tới đây thôi. Tối... không dám kể nữa. Tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Chứ không phải đổi. Chứ không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất thì cũng bớt nói lại. Bớt cằn nhằn lại. Thứ hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm. Mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà lò bán quá mà. Thế còn em? Chung ảnh thì ok hết. Trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em là không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Và đặc biệt là trên sân khấu này, em có muốn nói, có muốn hành động gì với người, với người chủ của mình hay không? Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. Chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn. Thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á. Mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có. Nhưng mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói được như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á. Cái duyên ngầm của chồng em rất là ngầm luôn mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy là sao em không phát huy cái đó? Em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em nó càng ngày càng thú vị. Tại vì em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác. Có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Cực kỳ duyên dáng. Mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ. Đúng rồi. Nó hoa mỹ hơn một chút. Nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi. Mà gọi là hy sinh sức khỏe nè, rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400 ngàn mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi, đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chơi. Đó, xin chúc cho em và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Rồi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Nhớ lên lương giọng nghe. Không dám nghe mấy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thật sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Thôi một đôi trai tài gái sắc. Thôi tiên đồng ngọc nữ đi. Đúng rồi, chắc... tiên đồng ngọc nữ. Rồi chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các vị khán giả ở đây. Cũng như các khán giả đang xem truyền hình thì mình tên là Duy Quân, thì nghệ danh là Duy Quân ạ. Còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Và đây là bà xã. Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em thì người mẫu, và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. Có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? Mời em.
Dạ, em chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân ạ. À, em tên là Trúng Huyền Thanh và năm nay em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, ở Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh ở lúc ấy là em 20 tuổi mới ra trường. À, khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh thì rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Đấy, lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ kèm cặp như là coi như là giám sát 24/24, con tập mẹ đứng nhìn chăm chăm vậy này. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Ừ. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đến bao lâu thì mới tiến xa chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. À, có nghĩa là các bạn bẵng đi một thời gian, dạ, không gặp rồi. Nhau. Yeah. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? À, một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. À, thì hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. À. Đó. Thì em thấy là đợt này mình cũng về, chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì đến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thực sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái buổi, một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ. Thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Cái hẻo lão quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Ừ, xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng tầm nửa năm sau. Nhất có tam đó. Nhất có tam mà may lần thứ ba là dính á. Bà dính không? Đâu kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba thì... đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn. Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong men. Người. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sàm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà không ai có làm... Không được vậy. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin luôn. Là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò các thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau. Rồi cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà.
thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và cái cớ đó là cái gì? Là đó, có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ ôi biết sợ lắm ạ. Dù lắm ạ. Không dám, hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới. Mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố. Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do là tại vì mới đầu á thì chồng em với chung một kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ. Và em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi dục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500 ngàn. Thế anh ấy là người xì trước. Nhưng mà em vì 500 ngàn mà em đánh mất chính mình. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500 ngàn đó đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tuy nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình cũng cảm thấy là ơi tại sao mình không làm cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng không? Rồi. Em phải biết ơn vợ. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Em chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thoảng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độ thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao? Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Dạ, chắc rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời gian thêm đúng không? Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả chị, với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn lên đầu này, ra ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà thì con dâu chỉ nhìn này thôi. Xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Ông lấy vợ rồi, giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế em bảo chết rồi. Thế em bà mới hỏi: tại sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì? Thế em bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi ma cao, xong cô cuốn cái đầu đen này. Dạ, tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xích lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy, nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi còn gì nữa? Vậy em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11-12 giờ trưa không à? Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11-12 giờ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn nữa không?
hậu đậu, đề gia nội trợ tốt không? Nên là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Tại vì nói là mỗi lần mà check em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thế bà vợ quay ra nói, thì tại vì người ta đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chứ ai biết đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của đó quá nhiều mà. Sao thì vợ cứ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi. Thì mình sẽ hạnh phúc. Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. Em bé được mấy tháng? Em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Tháng rưỡi. Mới hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Dạ. Giỏi ghê không? Chị thấy á, là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Tại vì hai bạn á, đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Và ai cũng có một cái duyên dáng để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nhé. Cảm ơn anh chị ạ. Chào hai em. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần 1 năm. Sống thử. Dạ. Sống thử 1 năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. Sao sống mình tâm? Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi chỗ nào mượn cho luôn à. Cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. Xin chào hai bạn. Hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Thì em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để ý em trước. Và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ý ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen 4 nhau năm. Hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói. Thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ không có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là có anh... chị anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha. Dạ. Chị đừng chịu đó. Là các bạn quen nhau. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huệ. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á. Rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ có một lần. 6 tháng sau. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này.
Và chị anh này có chở thêm một cô nữa. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em. Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là ở một chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện dạ. Quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á, thì em còn thương vợ em nhiều á, cho nên em cũng muốn thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó. Là quay trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. Đó. Sao mình tò mò. 4 năm rồi. Lấy. Đó. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn. Đó. Vui có buồn có, mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng dạ. Mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á là do chị em lấy chồng. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có. Ảnh với anh trai em bạn có hạch gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời ơi, lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em thấy là cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, em hơi một ẩm một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Ý ý. Xong bắt đầu mắt gian gian á. Gian mà gian. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Dạ. Nó như thế nào? Tò mò. Nó cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ. Vợ em cũng vậy. Thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Còn cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á, cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5-6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Để cho vợ nói trước. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi. Ở dơ. Cùa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn. Có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á, mà nó ra mà đắt á. Do lại. Thành duyên tròn tròn. Thuốc tệ đó, do là thuốc tệ đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em không tưởng tượng được luôn á. Là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục. Ở dơ rồi còn gì? Cái nữa là hồi hộp lắm anh chị. Dạ. Không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết. Rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này, lục lọi cái kia, cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á. Mượn xe, cho mượn. Rất là dễ dãi chứ không phải dễ chịu. Cho mượn. Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết á, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi mượn nó cho luôn à. Lắm đó nha, đó. Hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm. Mê game trùm luôn, anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Có nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ? Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó.
chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ trận. Có làm cho vợ buồn? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không có mê. Thôi nói gì nữa. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát. Đúng, em chơi để coi thử anh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá, mà lo luôn phần của em. Với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn. Cằn nhằn cậu nhau dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B, việc C. Mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A, việc C. Dạng vậy cứ nhắc liên tục vậy đó. Là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Liên hồi luôn. Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có năng luôn. Lượng dồi dào. Hết rồi. Em hết rồi mà anh cứ tốt. Hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9:30. Trời ơi. Dạ. Trời ơi là 50. Chị bị cái cảm giác rồi chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet nói rồi nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à, với ghen. Từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm, giống như là bị sang chấn tâm lý luôn. Bị ghen. Cái, có khi nào mà lên tận ổ lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại vì cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm, nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm, tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng, và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn nha, thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu, kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi, giờ là đỡ, giờ đỡ, là đỡ chút mười dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu, tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi, giờ radar đầy trên công ty là nhắn là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền, em nói cho anh cho em lên công ty anh chơi chút. Đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á, phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á, là ông Bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt bớt cầu nhàu đi xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Sao hết. Rồi, thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ bớt cần nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó. Dạ. Bớt dễ dãi đi, đúng không? Khó khó lại chút xíu. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự hoàn thiện. Đó, để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Chừng nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy anh Minh chúc đi kìa. Mời xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc, và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Mày nha, coi chừng là bốc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói: con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là: con nha, con đi chơi con coi chừng bốc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó, làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ bác sĩ. Có thể nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú, năm nay em 33 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu hơn 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà
cua được cháu ấy hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Trà sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah, yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8.5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng. Tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả. Dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Bạn lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca nên là tính rủ vợ em đi xem là 9:00 bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của cô đó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi, hâm he em, nói là mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2:00. Mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong cái xe em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh, chứ không phải là đi lên không? Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8.5, sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Chắc chắn nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ, tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm. Là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng không biết nổi. Cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Ok, nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới liền. Dạ. Em mà lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là mày dã man nghe cũng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên của tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, tại rượu. Nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu sao. Uống gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu, ông mần. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra, coi sự việc của em tiến triển tới thế nào. Còn anh kiểm tra cái của anh. Rồi chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì?
Dạ. Thì em cũng tè le luôn anh ơi. Coi tè le là sao? Người phụ nữ ta kiểm tra ta còn biết có bị gì không? Còn dạ, ông kiểm tra không biết cái gì? Trời, em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ 12 giờ. Còn em là ví dụ như là lên 12 giờ lên xuống 6 giờ xuống hoài không lên được. Trời đất ơi. Đúng cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoảng loạn. Hoang mang lắm. Tôi cũng sợ, chị cũng hoang mang, tại vì là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á, nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ, sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh rồi. Là tỉnh hẳn luôn, dạ. Tức là khi mà thấy nhìn rồi một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ, tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi, đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó xin nữa không? Dạ. Dạ không, đi một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Rồi cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em và về với sự chứng kiến của em là giờ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng cái cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, dạ chỉ không, có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải không. Tới tháng vẫn có em luôn vẫn chị. Có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, dạ ngán gì luôn. Không, không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao này thấy mập mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn ha. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung với mẹ em còn biết nữa. Tại vì không có biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm không nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Oh. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3 kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn, dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à. Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Mấy cái thuốc nó rất là nguy hiểm dạ. Nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe dạ, mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên chứ cả đời luôn đó. Em cứ ra em dò đầu bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới giày rồi thôi cưới đi, giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói cho gia đình hai bên biết. Lúc luôn lúc đó phản ứng của gia đình hai bên, gia đình bên em thì má em không chịu, còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó. Sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà
suy đi nghĩ lại á, thì một hồi ba bỏ đi. Thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là bụng nó lớn nhanh như hổi, nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho bác hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này. Đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của xếp đặt đó, của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là tụi lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá. Thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra, thì Vân nghĩ là thôi anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó, bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi. Dạ. Quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là giật mặt nhau đó. Dạ. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút nè. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi đúng không? Thì anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộn, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi cũng dơ luôn. Trời ơi, tối ngày nào em kêu anh đi đánh răng rồi đi ngủ, rồi xong vô đánh răng cái một hồi em anh đi xuống dưới lầu anh uống nước rồi anh lên nha, là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai, em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu á, và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn, là bài ra còn đó. Nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa, bừa bãi đó, gọi là bừa bộn. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ. Mỹ gần câu anh đi ăn đó không? Đi liền, rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon. Ừ. Nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Cái này lạ kỳ vậy ta, mà em có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm, ọ cái hết trơn. Có gì nữa không? Có nhiều đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết, chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay chọt vô đây,
đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy em hỏi gì vậy? Trời ơi, còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Đó là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10 giờ rưỡi đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu có nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10 rưỡi. Tú 10 rưỡi. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên rồi ôm em ngủ. Em ngủ đâu có được đâu, phải hoạt động. Dạ đúng rồi. Lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng xâm nhung bổ thận nè. Dạ em hy vọng vậy. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ôi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé. Anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ anh nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô luôn đi, là lấy là không được. Dạ. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị ha.